Today, I'm going to talk about the DaVinci Resolve and Adobe Premiere Pro. I'm going to talk about the version 3 Pro. Hãy adjustment layer đã dùng add serial bay máu. Tọt máu dùng chập color space transform dùng mặt đạn nơi cầm một kế. Dùng chỗ rock Sony S-Gamut 3 Cine này. Tọt bị chọn năng hai này tặng hình chỗ một dọc S-Log 3. Hãy dùng convert bì S-Log 3 máu Rex 709. Hãy nâng nó adjustment layer đã nộp tí bì bị chẳng cứ nhóm đạn contrast mua chọc bì mít nhóm đạn prime saturation nhóm đạn chân lọc bị hốc để chặt sập chân là nếu nhóm đã hốc sập rồi hai nhóm chập đám cái từ lời phụt thịt mùi mùi đồng cho nhóm chọn lời phụt thịt để nhóm chọn cái nhóm add serial bị bơi máu chân nô tìm mùi nhóm pra xâm rạp cái bởi lưu nô tìm bí nhóm pra xâm rạp cái bó nô tìm bơi nhóm pra xâm rạp phật chân nhóm chọn nô tìm mùi chân cái này kêu chìa vô dần tìm mùi lời nhóm nâng bằng hai nhạc đồng hạc niệm bí vô dần tìm bí trong version tp này dương ưu tiêu hóa thay dương ọt đơn thay thọt cho môn color profile ấy tế chân dương dục viết tất cả bản đột nghĩa chân xâm rạp version tp này đã cứ dương thử đổi môn chân cứ dương tiền adjustment layer máu tốt máu dương cho color hay nếu không adjustment layer đã dương add serial bị bay máu chân tìm mua dương mơ tự lửa lùm triscope nạc hình xâm đại này nên ngọt cái mơ khởi thay vì ọt toàn trời tế chân nhưng tự lẽ lift vì ở đó sâu máu tọt máu nhóm phải gain tích nhóm tỷ lệ gamma tích ok hai cái này ní khi nhóm vô contrast môi trực với hai saturation nhóm đạm rồi à lời ní nhóm thua rồi hai hai nhóm vô version tí mũi một tiếp theo cho mỗi nhóm version tí bì đối với hai ca thọt lọc cái dương nghiên cứu con ca tiên bó nâng bó miền rồi bó rụp hiệp nâng màu bình bàn tràn ហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Premiere Pro អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមវិធីនេះបាន ដោយយើងចាប់យក Adjustment Layer យកមកដាក់លើ Footage ដែលយើងចង់កែទាំងអស់ហ្នឹង បន្ទាប់មក អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Effect ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា Search យក Lumetri Color ចឹងនៅក្នុង Lumetri Color ហ្នឹង អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Effect Control ហើយនៅក្នុង Basic Correction អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយក Browse ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅយក Preset ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Download នោះគឺ S-Log 3 to Rec 709 ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើ footage ដែលយើងចង់កែទាំងអស់ រួចចាប់ទាញ color restore យកដាក់ពីលើ បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ footage ទី 1 រួច scroll ចុះក្រោម យើងនឹងឃើញរង្វង់ 3 ដែលមាន shadow, midtone ហើយនិង highlight ចឹងសម្រាប់ footage នេះ ខ្ញុំនឹងទាញ shadow ចុះក្រោម បន្តិច midtone ទៅលើ បន្តិច បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅ footage ទី 2 អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ select លើ វា សិន បន្ទាប់មកធ្វើដូច មុន ដដែល ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Premiere ហើយចង់បាន file នេះ ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យទាញយកនៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រោមនេះ ហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ follow ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយយើងជួបគ្នានៅ video ក្រោយ